Hello anh em, chào anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Thì lời đầu video thì cho mình xin cảm ơn đến bác Nguyễn Tuấn cũng như là một số anh em đã donate cho mình qua Momo. Và tiếp tục video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục series build nhân vật PVP. Và như anh em đã thấy ở trên màn hình, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là nhân vật Darkvisor. Đấy, hay Việt Nam mình còn gọi là DW. Thì trong quá trình theo dõi, nếu như anh em cảm thấy thắc mắc vấn đề gì thì hãy để lại bình luận ở dưới video và mình sẽ giải đáp. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về nhân vật Darkvisor trong mùa online ở Season 18.2 nha nhé. Về cấp độ các class thì nhân vật DW của chúng ta sẽ bao gồm 4 cấp độ như sau. Cấp 1 sẽ là Darkvisor. Cấp 2 sẽ là Swordmaster. Cấp 3 sẽ là Grandmaster. Và cấp 4 sẽ là Swordvisor nha nhé. Đối với Season 18.2 thì cấp độ tối đa của nhân vật của chúng ta là có thể đạt đến được level 1550. Và chúng ta sẽ cùng xem sơ lược công thức tính đối với nhân vật DW của chúng ta. Ở trên màn hình em cũng có thể thấy ở ô Minto màu xanh thì liên quan đến khả năng tấn công cũng như là phòng thủ thành công. Tốc độ đánh sẽ là bằng nhanh nhẹn chia cho 10. Đối với ô màu đỏ sẽ liên quan đến sức mạnh phép thuật của DW. Thì ở đây công thức tính sẽ là Max Dam sẽ bằng NE chia cho 4 và Min Dam tức là đam tối thiểu sẽ bằng NE chia cho 9 nha nhé. Đối với ô màu vàng thì nó sẽ liên quan đến khả năng tấn công cũng như là phòng thủ của đam thuộc tính. Và anh em có thể thấy tất cả chúng đều phụ thuộc vào điểm năng lượng và nhanh nhẹn. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng xem công thức tính sụt barrier phần trăm hay còn gọi là vòng tròn bảo vệ. Đây là một trong những đặc trưng của nhân vật DW giúp cho DW rất là khỏe trong giao tranh anh em ạ. Anh em cũng có thể thấy trên màn hình phần trăm sụt barrier sẽ tiếp tục tăng theo nhanh nhẹn mà càng cao càng nhiều thì phần trăm mana shield của chúng ta sẽ càng cao. Như vậy nhanh nhẹn và năng lượng là hai cái thông số cực kỳ quan trọng đối với nhân vật DW mà chúng ta cần phải quan tâm. Ngoài ra nhân vật DW cũng sẽ có đám bonus đối với phép thuật cũng như là bonus tỷ lệ tấn công thành công và được tăng theo bảng như sau. Anh em có thể thấy cuối cùng với các cái thông tin mà mình đã cung cấp ở trên thì chúng ta sẽ có cái mục tiêu để chúng ta xây dựng nhân vật DW của chúng ta như sau. Rồi, trước khi đến với cách tăng bốn bảng C cũng như là set đồ cho DW khi đi PVP thì mình sẽ đưa nhân vật DW đến bài trên để kiểm tra luôn cái khả năng PVM của em nó như tiêu đề mà mình đã đề ra nha nhé. Rồi, mình vừa đưa nhân vật DW của chúng ta đến với map Underground như nhé, bài Hotspot Water. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem cách tăng phone cũng như là đồ đạc của em nó. Dựa vào mục tiêu ban đầu như mình đã nói với anh em thì chúng ta sẽ xây dựng nhân vật với thông số cụ thể như sau. Sức mạnh sẽ là 330 điểm đủ để mang vũ khí. Nhanh nhẹn sẽ là 1813 điểm, đấy, khoảng lớn hơn 1800 điểm nhé, để lấy thêm tốc độ đánh cũng như là khả năng phòng thủ thành công, khả năng tấn công thành công. Và lượng phòng thủ của chúng ta đạt được sẽ là 10300 điểm nhé. Tốc độ đánh bây giờ nếu như mình sử dụng potion sụt thì sẽ là mắc tốc độ đánh với 288/288. Đối với máu thì mình sẽ không có tăng và chúng ta sẽ tăng năng lượng lên đến 2001 điểm để có thể lấy được 38% bonus đam phép thuật cũng như là tăng thêm lượng đam thuộc tính của chúng ta. Ở đây mình sẽ cho anh em thấy được vũ khí và vật phẩm mà DW cần sử dụng khi đi PVP. Vũ khí mà chúng ta sẽ sử dụng sẽ là Brilliant để có được phần trăm phép thuật rất là lớn, lên đến 235% phép thuật. Và gầy Brilliant sẽ được mình khảm Harmony với 3 dòng tối ưu như sau. Đầu tiên sẽ là Skill Attack, thứ hai sẽ là SD Reduction Ray và cái thứ ba sẽ là chuyển hóa mana thành đam phép thuật. Có một điều đặc biệt là gầy Berlin của mình sẽ chỉ cần 330 điểm sức mạnh là có thể mang được. Và để làm được điều này thì chúng ta phải sử dụng đá cao cấp và được ép ra từ đồi số lần ở map Aya. Như anh em cũng có thể thấy, gầy Berlin này của mình đã được giảm đi sức mạnh yêu cầu là 50 điểm từ 380 điểm so với các cái gầy khác. Bây giờ xuống còn 330 điểm. Và việc này sẽ giúp anh em có thêm điểm để có thể tăng vào nhanh nhẹn cũng như là năng lượng. Rồi, chúng ta sẽ đến với áo quần. Áo quần thì mình sẽ sử dụng set Apple cộng 15 và cũng được khảm 3 dòng tối ưu Harmony là
giảm đam 50 điểm, SD ra to 5% và chuyển mana tăng lên 120 máu. Tương tự đối với mũ, quần và tay cũng như thế nha anh em. Ở đây vòng cổ thì anh em có thể sử dụng là vòng cổ Lapis hoặc là có thể sử dụng vòng cổ Battle, Lagon, tùy anh em nha anh em. Và đối với Seed để khám vào thì anh em lưu ý thì sẽ có hai dạng. Nếu như mà server của anh em có thể sử dụng Seed Block trong PvP, tức là có thể chặn được đòn đánh của đối phương, thì anh em nên sử dụng là Seed Dam Reduction Ray, Seed Dam Reduction 9%, tăng giáp của khiên lên 400%, cũng như là chặn đòn đánh của đối phương 15%. Tương tự như vậy cho với cái khiên là khiên Socket anh em, khiên Socket chúng ta sẽ cũng tăng tương tự như vậy, và Orb Harmony cũng được khảm tương tự như là áo quần. Đối với chân thì anh em có thể sử dụng là chân Excellent hoặc là chân Socket, nhưng mà riêng mình thì mình vẫn thích sử dụng chân Socket hơn để chúng ta có thể tăng lên được phần trăm giảm đam, cũng như là khảm được viên Seed Block chặn đòn đánh của đối phương, giúp là DW rất là khỏe trong giao tranh anh em ạ. Rồi đối với cặp Brilliant, một cặp khuyên tai đồng cấp, level yêu cầu là 1450. Đây là khuyên tai cấp 6 nhé, và sẽ được sử dụng là Speed, Crit Dam và Excellent Dam. Đối với khuyên tai bên trái sẽ là Skill Dam, máu và tăng Attack Power lên 151 điểm. Và khi anh em sử dụng khuyên tai đồng cấp thì chúng ta sẽ có được xuyên giáp 6%, cộng tất cả các điểm lên 9%, cũng như là tăng Dam Mastery lên 340 điểm. Ok chưa anh em? Rồi chúng ta sẽ đến với một thứ cũng khá là mới, đó là chính là sách thuộc tính cấp cao. Đối với nhân vật DW của chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng sách Brilliant đều được, sách Brilliant Orb hoặc là Anthony. Brilliant Orb sẽ thiên về anh em, cho anh em tăng khả năng giết người của anh em, tăng thêm đam thuộc tính của anh em lên rất là nhiều. Và khi anh em sử dụng Brilliant Orb cũng như là Anthony thì anh em sẽ khảm Radiant cho mình là Dam 3, Bastion và Para nha anh em, chống hồi máu của đối phương để có thể tiêu diệt được cả cái nhân vật trâu bò giống như là DK hay là nhân vật đắc lọt. Rồi tiếp theo, nếu như mà server của anh em không sử dụng được viên Seed Block thì anh em có thể sử dụng cho mình là vòng cổ với Seed như sau. Seed giảm đam 13%, Seed phản đam 14% và Seed Maximum Life 295 điểm. Hoặc nếu như một số anh em giống như chơi season của mũ tiên phong ấy, thì cái Seed 10 nó rất là bá anh em ạ. Điểm pool nó tăng thêm cho Seed 10 rất là nhiều, thì anh em có thể sử dụng Seed là Seed Agi hoặc là NE nha anh em, tùy anh em. Agi thì anh em sẽ rất là khỏe, còn NE thì anh em có thể phân bổ thêm điểm để có thể tăng lên khả năng tấn công của anh em, giúp anh em giết người khỏe hơn, mạnh hơn rất là nhiều. Rồi như anh em cũng có thể thấy, mình trên ở map Underground thì KDA vào khoảng 0.5. Ở đây là xem như server thường của server Real World Online nha anh em, và mình không có sử dụng Para. Bây giờ mình sẽ đưa sách Brilliant nộp và dùng Para lên thì chắc chắn khả năng clear quả của em sẽ tăng lên rất là nhiều anh em ạ. Và anh em có để ý là cột tiệm của chúng ta sẽ không bị tụt đi quá nhiều và được hồi lại ngay lập tức. Đấy, nên việc đi chơi là cực kỳ dễ dàng. Rồi trước khi đến với phần Master Level 400 thì chúng ta sẽ di chuyển map của em nó lên một cái map cao hơn nha anh em. Rồi mình đưa nhân vật sụt quy chơi của chúng đát quy chơi của chúng ta lên đến một cái map cao hơn, đó chính là map Ignis. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua về bảng Master Level 400. Đầu tiên thì mình sẽ nói trước về bảng phòng thủ nha anh em. Đối với bảng phòng thủ thì mình sẽ tăng 20 điểm vào tăng tỷ lệ phòng thủ thành công khi mà PvP, đây là ô bắt buộc nha anh em, giúp chúng ta khỏe hơn rất là nhiều trong giao tranh. Và ở đây có một lưu ý cho anh em là mình đã tăng 20 điểm vào khả năng phục hồi AG, tức là cột tím, lên đến 9%, để giúp cho chúng ta không chỉ PvP mà cả PvP khi mà đi solo một mình thì cũng có thể là solo được và không bị tổn AG quá nhiều dẫn đến chết và chúng ta không thể luyện level nha anh em. Tiếp tục, ở đây anh em lưu ý cho mình nữa là chúng ta sẽ phải tăng 12 điểm vào Protection Cell cũng như là 12 điểm vào Block Cell. Hai cái ô này nó sẽ giúp cho anh em tăng phần trăm khả năng block dam, tức là chặn đòn đánh của đối phương nhé. Đây là hai ô bắt buộc và chúng ta sẽ bắt buộc tăng 12 điểm để lấy 7% tròn cũng như là 4% tròn đối với block cell. Đối với ô steel armor thì tùy nhé, riêng đối với bản thân mình thì mình thích sử dụng tăng 10 điểm vào steel armor để chống đám xuyên giáp anh em ạ, giúp cho anh em đỡ bị chết khi mà người ta ra được đám xuyên giáp đam ino, làm cho anh em ít khi mà bị sốc đám chết hơn. Tiếp tục đối với O-Skill thì có một lưu ý là mình cũng đã tăng 20 điểm vào tăng khả năng
tăng sức, gia tăng sức mạnh phép thuật của DW lên 9%. Đấy, đây là một câu cực kỳ quan trọng vì sức mạnh phép thuật của DW nó rất là lớn đó nha. Bây giờ mình sẽ cho anh em thấy sức mạnh phép thuật của DW của chúng ta. Bây giờ là 18.000. Nếu như mà anh em 1% của nó cũng đã rất là nhiều điểm rồi so với cái việc mà anh em tăng lên vào Magic Mastery. Cái này chỉ tăng cho anh em được khoảng là 34 điểm. Thì cái 1% của gia tăng sức mạnh phép thuật này, tăng cường này thì nó sẽ được nhiều hơn. Nên mình ưu tiên là lấy 20 điểm ở đây. Và chúng ta chỉ lấy 11 điểm vào Expansion of Witcher Skill nha nhé. 8% khả năng crit down lên 7%. Chỉ lấy tròn 7% thôi nha em ạ. Và đối với máu thì mình sẽ lấy 11 điểm. Và bắt buộc chúng ta sẽ phải tăng 10 điểm vào Ice Stranger. Và đây là một trong những cái skill khi mà chúng ta sử dụng combo PvP đối với DW, làm cho đối phương bị chậm đi rất là nhiều anh em ạ. Cực kỳ chậm. Và lúc đó thì chúng ta có thể dồn đám liên tục vào đầu của đối phương. Và mình phải tăng thêm 10 điểm vào Stealth Stranger để có thể học được skill root. Và lấy 13 điểm vào Max HP Boss để có thể có được một lượng máu khá là ổn, khoảng 10.000 máu, giúp anh em đỡ bị sốc đám chết trong giai đoạn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với bảng tấn công. Ở bảng tấn công tương tự như bảng phòng thủ, bắt buộc chúng ta sẽ phải lấy Attack Rate PvP lên 20 điểm. Điều này giúp cho anh em tăng tỷ lệ đánh trúng, giúp cho anh em tránh bị hụt đam khi mà đánh phải người nha anh em. Chứ khi mà anh em không tăng ô này lên đến 20 điểm thì anh em bị mít đam rất là nhiều. Điều đó ảnh hưởng đến cái việc mà anh em đi PvP. Và mình cũng chỉ lấy 11 điểm để có thể lấy 34 đam phép thuật, lấy 10 điểm để tăng tốc độ đánh. Ở đây mình đã tăng lên 18 điểm để có thể lấy tròn 13% của sụt barrier. Và lúc này viên nhân vật DW của mình sẽ có được phần trăm sụt barrier như sau. Hiện tại chưa có EE buff nhưng mà đam áp sụt rate của mình đã đạt được 91% này anh em. Cực kỳ ngon anh em ạ. Gần như là tối đa đối với server của mình rồi. Nếu như mà ở các server của anh em thì cái phần trăm này nó còn cao hơn nữa. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tăng tiếp vào 11 điểm vào đám tối thiểu và 13 điểm vào đám tối đa. Ở đây mình cũng đồng tình với rất nhiều anh em khi mà chúng ta chỉ tăng 11 điểm để lấy tròn 3% phục hồi tất cả HP, tất cả máu của anh em. Về máu của nhân vật DW của chúng ta cũng không phải là quá nhiều. Khi mà gần như chúng ta hết SD thì chúng ta sẽ khả năng là ngõm rất là cao. Ít về khi mà hết SD thì khả năng ngõm của nhân vật DW của chúng ta rất là cao nha mà. Hết SD xem như là hôn chào đất mẹ luôn. Nên chúng ta chỉ tăng lấy 11 điểm để lấy tròn 3%. Nhưng đối với phục hồi tất cả 100% SD, tức là giáp màu vàng, giáp màu vàng chúng ta có đến 90.000 điểm anh em, thì chúng ta phải bắt buộc tăng lên 19 điểm để lấy tròn 4%. Việc anh em tăng lên 4% có thể phục hồi 100% SD, nó sẽ là ảnh hưởng rất nhiều trong giao tranh, gây ra những cái cuộc đột biến giúp anh em có thể lật kèo được đấy anh em ạ. Rồi đối với double dam và đao trên giáp, điều này là bắt buộc phải tăng 19 điểm để có thể lấy tròn 4%. Rồi trên đây là bảng Master level 400. Rồi trước khi đến với Master level 800, chúng ta sẽ cùng xem qua nhân vật DW PvP của chúng ta thì PvM thì sẽ như thế nào. Ui dồi ôi, cũng 0.52 này anh em. Bạp Ignis khá là ổn này anh em ạ. Một phần là do nhân vật này đã mắc đồ cũng như là level cao rồi, nên cái việc mà đi solo rất là dễ nha. Rồi trước khi đến với Master level 800, chúng ta hãy đưa em nó lên map cuối cùng, map Bloody Tarkan nha em. Rồi, mình vừa đưa nhân vật DW của chúng ta đến với map cuối cùng là map Bloody Tarkan. Và chúng ta hãy cùng xem qua bảng Master level 800. Rồi, đối với bảng Master level 800 thì ưu tiên khi mà đi PvP thì chúng ta sẽ phải tăng vào Metal Strike, tức là thảm một mục tiêu, thả cầu vào một mục tiêu chứ nhé. Việc anh em tăng vào và sử dụng skill Metal Strike thì giúp anh em dồn đám tiền liệu đối phương rất là nhanh và dễ làm cho đối phương bị sốc đam anh em ạ. Và đối với bảng skill thì chúng ta sẽ tăng 20 điểm tất cả, full hết đi nhé, tăng full hết có thể. Rồi ở đây có một lưu ý quan trọng đối với anh em, thì là bảng bonus. Khi mà bonus thêm điểm để có thể tăng thì chúng ta sẽ gia tăng điểm ở đây vào nhanh nhẹn nhé anh em. Đây anh em đợi một xíu. Đây, cho anh em dễ nhìn. Chúng ta sẽ gia tăng. Rồi ở đây có một lưu ý đối với anh em, đối với ô pool mở rộng, pool bonus được tăng thêm khi mà chúng ta tăng đến level Master 800 thì chúng ta sẽ dồn hết tất cả các điểm này vào nhanh nhẹn để có thể lấy được 1.800. Chứ anh em không tăng hết vào nhanh nhẹn á thì anh em sẽ có được tốc độ đánh rất là thấp, của những điểm nhanh nhẹn của anh em rất là thấp anh em ạ.
Anh em có để ý, điểm anh nhận được tăng thêm của mình là 948 điểm. Đó, anh em thấy lớn không anh em? Rất là nhiều. Tương tự đối với Increase for Start, tức là điểm tặc tăng thêm. Đối với ô debuff mở rộng, đó, debuff mở rộng bonus, thì mình cũng sẽ tăng vào nhanh nhẹn đi nhé. Rồi, ở đây có một lưu ý khác nữa đối với cho anh em. Thì là chúng ta sẽ phải tăng thêm skill Metal, chứ không phải là Metal đấy nhé. Chúng ta sẽ là Metal Storm. Và chúng ta sẽ sử dụng skill này khi mà đi train, cũng như là đi kéo team. Và đối với ô Metal Storm này thì chúng ta vẫn sẽ là tăng mắc 20 điểm ở tất cả các cột. Và chúng ta sẽ lấy debuff là hệ băng để có thể làm chầm quái vật, giúp cho các nhân vật khác trong PT của chúng ta đỡ bị chết. Khi mà quái vật các góc độ càng cao thì sức mạnh của quái vật càng lớn anh em ạ. Đau một quái vật rất là khủng, nó tát rất là đau. Nên việc anh em tăng vào băng để giúp làm giảm tốc độ di chuyển của quái vật thì nó rất là quan trọng. Rồi, khả năng PVM như thế nào? Ui, cũng là 0.49, 0.52, 50 đấy nha. Không khác nhiều anh em ạ. Đây là do mình để hơi sai vị trí một chút, làm em nó phải đi lui đi lại, nó chạy tới chạy lui. Chứ đứng một chỗ mà thả câu như này thì anh em có để ý không? Cô tìm không hề hết, cực kỳ ngon anh em ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với khả năng PVP của em nó như thế nào như nhé. Rồi, ở đây có một lưu ý đối với anh em. Khi chúng ta sử dụng PVP thì chúng ta sẽ phải boost skill tăng phần trăm sức mạnh phép thuật, cũng như là boost sụt barrier lên trước. Sau đó chúng ta sẽ tele và sử dụng skill Ice Stranger, và sau đó mới là thả câu như nhé. Chúng ta sẽ cùng test đá của em đó. Ui dồi ôi, đi luôn anh em ạ. Trời ơi. Khi mà anh em có một cái màn tốt á, thì anh em tele thì sẽ không bị lát. Thì việc gây đau của anh em rất là mượt, cũng như là việc tele sẽ không bị khừ. Thì gần như không thể có một nhân vật nào có thể bắt được anh em. Như vậy vừa rồi qua cái video ngắn trên thì hy vọng sẽ giúp ích được nhiều anh em trong người quá trình xây dựng nhân vật DW, PVM cũng như là PVP của chị anh em. Và nếu anh em có bất kỳ thắc mắc nào cần phải giải đáp thì hay mong muốn mình hướng dẫn một nhân vật nào khác thì đừng quên để lại cho mình bình luận ở dưới video. Và anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách like cũng như là chia sẻ video, và các ủng hộ qua tài khoản Momo mà QR mình đã để ở trên màn hình. Và anh em đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi ở các video tiếp theo nha anh em. Bye bye và hẹn gặp lại anh em. Bye.